Hôm nay, hơn 17.700 thí sinh trên toàn tỉnh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Buổi thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Thay vì làm bài thi tổng hợp 3 môn như những năm trước, thí sinh dự thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài là 60 phút. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm ở cả 4 mức độ kiến thức là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao để phân loại thí sinh. Các thí sinh cho biết nếu có sự ôn tập kỹ lưỡng có thể dễ dàng đạt được mức điểm 7, điểm 8. Em cảm thấy có khoảng 2 đến 3 câu khó thôi ạ. Em nghĩ là có dễ dàng để đạt điểm 9, điểm 10 ạ. Một chút phần là ở liên hệ bên ngoài thôi ạ. Còn hầu hết là đều có trong sách giáo khoa. Em cảm thấy rất là vui ạ. Vâng, và em cũng mong là điểm lần này sẽ đạt điểm trên 9, điểm cao như hy vọng. Em thấy cái đề này cũng khó, tương đối khó, nhưng mà đối với những người giỏi thì em nghĩ họ có thể đạt được 9, 10. Đề này đối với em thấy có 5 câu là khó. Một nửa là sự liên hệ bên ngoài, một nửa là kiến thức dựa vào sách giáo khoa và được thầy cô dạy. Em chỉ nghĩ mình ở trên 7 điểm thôi. Buổi chiều, gần 1.000 thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên tham gia bài thi môn chuyên. Môn chuyên có hình thức tự luận, thời gian làm bài là 150 phút. Kết thúc giờ làm bài thi, đa phần các thí sinh đều nhận định đề thi môn chuyên năm nay vẫn giống cấu trúc đề mọi năm với các câu hỏi vận dụng cao chiếm phần lớn để thực sự đánh giá được lực học của học sinh, tuyển chọn được các học sinh có kiến thức tốt, có năng lực tư duy vào các lớp chuyên. Ngày thi cuối cùng diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, kỷ cương trường thi tiếp tục được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại tất cả các điểm thi. Công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi và công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự được làm tốt. Kết thúc buổi thi có 151 thí sinh bỏ thi môn tiếng Anh. Toàn tỉnh không có cán bộ, giáo viên và thí sinh dự thi vi phạm quy chế.